Tối ngày rằm Thượng Nguyên Bính Thân, tại chùa Huyền Không Sơn Thượng, bước vào lễ thánh hội rằm tháng Giêng kéo dài đến sáng hôm sau. Còn đây là Pháp Hoa Sơn Tự, một ngôi chùa nghèo nằm giữa vùng núi Phú Thượng nổi tiếng với thương hiệu chè Phú Thượng, gần đèo Đại La của thành phố Đà Nẵng. Tương phản sự heo hút của Pháp Hoa Sơn Tự là chùa Bà Thiên Hậu ở tỉnh Bình Dương. Rằm tháng Giêng có lễ hội rước kiệu bà, một lễ hội được coi là lớn nhất tỉnh. Với người dân, tháng Giêng là mùa của tâm linh. Cái này là phong tục văn hóa của Việt Nam mình rồi, nó thuộc về truyền thống rồi. Cho nên là cái ngày đầu năm á, là thường là mình cầu cho quốc thái dân an, coi như là đất nước được bình yên. Rồi sau cùng là đến gia đình là được nhiều sức khỏe, rồi vậy thôi. Ông bà ta xưa có câu, lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Có lẽ vì vậy mà người Việt Nam luôn coi trọng việc cúng rằm tháng Giêng đầu năm mới. Ngày này có ba lễ cúng, một là lễ cúng khởi đầu một năm mới đón lộc cầu mai, hai là Tết ăn lại, hay còn gọi là Tết bù cho nhà nào dịp Tết Nguyên Đán có người đau yếu, tan chế không kịp ăn Tết. Nay khỏe mạnh trở lại, mọi người thư thả thì ăn bù, đi chúc Tết lại nhau một cách cởi mở, không phải kiêng khem gì. Lễ thứ ba là cúng sao giải hạn. Vào ngày này, các gia đình Việt Nam thường lên chùa cầu xin một năm mới bình an, mạnh khỏe. Tại nhà, lễ cúng Phật, thần linh và gia tiên cũng được làm trang trọng. Trước là lễ Phật để cầu xin sự bình an cho gia đình và tất cả chúng sinh được một năm nhiều tốt đẹp. Không khí vui xuân của ngày rằm đầu tiên cho năm mới, thời điểm thích hợp nhất để cầu nguyện an lành cho cả năm, cho nên giới Phật tử cũng như dân chúng đi chùa lễ Phật rất đông đảo. Trong ngày này, dân chúng lễ bái chư Phật, Bồ Tát, cúng dường Tăng Ni, phóng sanh làm việc phước thiện nhằm cầu nguyện cho gia đình, cho cộng đồng tha nhân, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc. Có thể nói rằng, quan niệm cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng là hệ quả xuất phát từ quan niệm coi trọng những cái đầu tiên của người Việt. Tùy theo mình, có người thì người ta sẽ đem hoa quả, còn có người thì người ta sẽ cúng dường để cho quý thầy, quý sư dùng tiền đó có thể giúp cho những người khó khăn hơn mình. Chỉ vậy thôi. Khác hẳn với cảnh giành giật, cầu danh vọng ở một số lễ hội tâm linh tại miền Bắc, lễ chùa tháng Giêng không có cảnh chen lấn ồn ào, không có những cảnh khó coi nơi cửa Phật. Mọi người lên chùa vào ngày rằm đầu tiên của năm không chỉ để cầu mong những điều an lành tốt đẹp cho bản thân và gia đình trong năm mới, mà còn muốn tìm cho mình những phút giây thư thái chốn cửa chùa thanh tịnh uy nghiêm. Ước vọng mỗi người dù có khác nhau, nhưng điều chung một mong muốn là cầu xin một năm mới an lành cho cả gia đình. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Việt Nam.